Việt Nam làm chủ được kỹ thuật xét nghiệm COVID-19. Trên 98% học sinh Bà Rịa Vũng Tàu đi học trở lại sau kỳ nghỉ dài phòng chống dịch COVID-19. Đại hội Đảng bộ thị xã Phú Mỹ nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặt những viên gạch đầu tiên cho thành phố công nghiệp cảng biển. Xây dựng đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cập nhật đầu tiên trong vòng quay 24 giờ hôm nay là thông tin vui về việc Việt Nam đã sản xuất ra được bộ test kit mới sẽ đạt cả 95% về độ nhạy và độ đặc hiệu, không bị phản ứng chéo với virus khác như là đã gặp ở test nhanh. Theo Bộ Y tế thì bộ test kit mới của Việt Nam có nhiều ưu điểm vượt trội so với các test nhanh virus SARS-CoV-2 khác trên thế giới, hiện chỉ phát hiện chính xác 60-70% các mẫu có kháng thể. Chỉ trong vòng 2 tuần nghiên cứu và tiến hành thử nghiệm, bộ test kit tìm kháng thể virus SARS-CoV-2 đã được hoàn tất. Bộ test nhanh này được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phối hợp với Đại học Nagasaki nghiên cứu và chuyển giao cho Trung tâm Nghiên cứu Vaccine và Sinh phẩm Y tế thuộc Bộ Y tế tiến hành sản xuất. Không chỉ rẻ về giá thành, bộ test kit này còn có thể sử dụng tại tất cả hệ thống xét nghiệm ELISA có tại tất cả các đơn vị y tế dự phòng, từ tuyến huyện đến trung ương, được Việt Nam sử dụng để xét nghiệm một số bệnh như sốt xuất huyết, HIV, viêm não Nhật Bản. Cái việc mà lấy mẫu là chúng tôi sẽ xét nghiệm bằng huyết thanh, có nghĩa là sẽ lấy mẫu máu của bệnh nhân, sau đó thì sẽ tách huyết thanh và tiến hành xét nghiệm. Kháng thể là khi mà người mắc bệnh thì người ta sẽ sinh kháng thể và cái kháng thể đấy sẽ được xác định bằng cái kit ELISA này. Ngay sau khi sản xuất thành công, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tiến hành thử nghiệm trên các mẫu xét nghiệm dương tính để đối chứng. Kết quả cho thấy độ nhạy, tỷ lệ dương tính thật và độ đặc hiệu phản ứng chéo với các loại virus khác lên tới 90-95%. Khi bộ kit được cấp phép, việc sàng lọc trong cộng đồng sẽ nhanh chóng và chính xác hơn để tìm những người đã mắc COVID-19 từ 8 ngày trở lên. Điều đó có nghĩa là nó có những cái tính chính xác rất là cao nếu mà chúng ta so với những cái test nhanh. Thế và đấy là cũng là một trong những cái ưu điểm của cái bộ sinh phẩm này. Thế và ưu điểm thứ hai là chúng ta có thể xét nghiệm cùng một lúc nhiều mẫu bệnh phẩm và trong thời gian nó cũng tương đối ngắn. Hiện tại có hai kỹ thuật sử dụng để phát hiện SARS-CoV-2, bao gồm kỹ thuật sinh học phân tử real-time PCR và xét nghiệm huyết thanh học sử dụng test nhanh. Bộ kit mới do Việt Nam sản xuất sẽ khắc phục được những nhược điểm của các test nhanh khác và tiến hành được 90 mẫu bệnh phẩm trên một kit. Thì chúng tôi rất là kỳ vọng cái sinh phẩm này nó có mấy cái vấn đề. Một ý, là nó được áp dụng và sử dụng dễ sử dụng cho tất cả các tuyến. Bởi vì tất cả những cái người ở trong các phòng xét nghiệm thì cũng đã được đào tạo cơ bản về cái này. Bởi vì trước đây người ta làm về đanh sốt huyết, người ta làm về một số các virus khác thì người ta đã biết rồi. Chẩn đoán viêm gan, tất cả các thứ người ta biết rồi. Thì đấy là cái việc thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta không cần phải mua bất cứ thêm cái máy móc nào nữa. Tức là chúng ta sử dụng lại những cái thiết bị đã có từ trước đây. Bởi vì trong cái thời kỳ của dịch bệnh cho nên một số những cái đơn vị kinh doanh lại đẩy cái giá máy móc lên cao chẳng hạn. Sinh phẩm test kit mới do Việt Nam sản xuất khi được cấp phép sẽ mang ý nghĩa rất lớn trong điều tra dịch tễ bệnh COVID-19. Việt Nam cũng sẽ là một trong năm quốc gia đầu tiên phát triển được loại test này thành công. Cùng với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, vào hôm qua 4 tháng 5, học sinh 270 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, học viên và sinh viên các trường trung cấp cao đẳng đại học trên địa bàn tỉnh đã trở lại trường sau hơn 3 tháng nghỉ học vì dịch bệnh COVID-19. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh là vấn đề được các trường quan tâm thực hiện. Vệ sinh khử khuẩn trường lớp sạch sẽ và kẻ vạch đánh dấu cự ly xếp hàng trước cổng trường, đảm bảo khoảng cách giữa các học sinh đủ 2 mét trước khi học sinh nhập học. Phân công giáo viên và nhân viên y tế túc trực trước cổng trường để đo thân nhiệt, xịt nước sát khuẩn tay cho từng học sinh. Chuẩn bị sẵn khẩu trang y tế để phát cho học sinh trong trường hợp học sinh quên hoặc không có khẩu trang. Tách một lớp thành hai lớp, tận dụng thêm hội trường, phòng chức năng để làm lớp học, đồng thời phân bố thời gian học thành ca để đảm bảo giãn cách học sinh. Đó là cách mà các trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện trong ngày đầu tiên học sinh quay trở lại học sau hơn 3 tháng nghỉ học vì dịch COVID-19. Sau nhiều tháng nghỉ ở nhà thì
khi đi học lại thì em cảm thấy rất vui, cảm thấy rất nôn nao. Tới trường là đầu tiên là em phải đo thân nhiệt rồi rửa tay bằng bằng dung dịch sát khuẩn, nên là tụi em cũng thực hiện theo đúng cái những cái yêu cầu của thầy cô ra để bảo vệ cho bản thân mình cũng như là bảo vệ cho cả toàn trường. Sáng sớm là mình cũng đã phải hướng dẫn các em là đảm bảo cái khoảng cách rồi cái vệ sinh, đảm bảo mọi điều kiện để được đến trường một cách an toàn nhất. Thế là điều quan trọng nhất sau khi trở lại trường học. Các em đến là nhìn thấy cái vạch là đứng khoảng cách là đúng theo như thế. Và khi vào sân trường thì mọi đợt trước ấy, là các em gần như tập trung ở dưới sân trường. Nhưng bây giờ các em là tự giác lên lớp và các em ngồi theo vị trí của các em đã được phân. Tại các trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp của các địa phương, các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số 19 của chính phủ cũng được thầy và trò của trung tâm thực hiện tốt. Cái đặc thù của trung tâm giáo dục thường xuyên là sĩ số lớp không đông, có thể có lớp dưới 30 em, có lớp thì trên 30 em chút. Thì dựa vào cái kích thước phòng học trên lớp mà ban giám đốc có chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm sắp xếp vị trí bàn ghế sao cho khoảng cách giữa các em nó đảm bảo đúng như cái quy định của Bộ Y tế cũng như của ngành. Nhà trường thì cũng rất là quan tâm đến việc vệ sinh. Ban chấp hành đoàn trường cử người tới sớm đo thân nhiệt cho học sinh, sát khuẩn trước khi vào trường. Việc phòng ngừa dịch bệnh trong bậc tiểu học được ngành giáo dục tỉnh chú trọng hơn cả. Bởi ở độ tuổi này, các em chưa có ý thức nhiều về các biện pháp phòng chống dịch, nên giáo viên các lớp phải phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để nhắc nhở trang bị khẩu trang, bình nước uống riêng cho các em trước khi đến trường. Còn trong trường, giáo viên phải thường xuyên nhắc nhở các em không tụ tập đông người, không tiếp xúc quá gần với bạn. Khi mà tôi thấy thực tế tận mắt của mình, cái sự chuẩn bị của nhà trường rất là kỹ càng. Từ cái việc là vệ sinh lớp phòng học cũng như là tất cả những cái nơi như là sân trường hoặc là đặc biệt là những cái nơi mà vệ sinh của trường thì được khử trùng rất là kỹ càng, tôi cũng là khá là yên tâm. Rồi là như hồi sáng thì ở sân trường là nhà trường đã chủ động là phân các cái khối để chia các em ra để cho các em là vẫn giữ được những cái khoảng cách. Thì những cái công việc như vậy tôi cũng thấy rằng là yên tâm. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các trường học, trong sáng nay, Sở Giáo dục Đào tạo đã tổ chức 5 đoàn kiểm tra công tác triển khai thực hiện tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Song song đó, các địa phương cũng tổ chức các đoàn kiểm tra riêng nhằm nắm bắt tình hình thực hiện của các trường nằm trong phạm vi quản lý. Qua đó kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các trường trong công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như dạy và học thời điểm này. Cho đến giờ phút này là chúng tôi nhận thấy rằng tất cả các em, kể cả các em cấp 1 như hồi nãy vào trong tất cả các lớp thì chúng ta đã thấy tất cả các em có ý thức rất là tốt về công tác phòng chống dịch. Đây là cái điều kiện tiên quyết mà chúng tôi yên tâm và tin tưởng rằng khi kể cả đối tượng học sinh và phụ huynh học sinh vẫn có một cái ứng xử, thái độ ứng xử về cái công tác phòng chống dịch này một cách hết sức tích cực. Theo báo cáo của Sở Giáo dục Đào tạo, trên 98% học sinh phổ thông đã đến lớp đầy đủ, trong đó có rất nhiều trường đạt tỷ lệ 100%. Riêng khối trung tâm giáo dục thường xuyên, tỷ lệ này đạt hơn 90%. Trong những ngày đầu học sinh quay trở lại trường, các trường tập trung rà soát, ôn tập lại kiến thức cũ cho học sinh, đánh giá chất lượng học trực tuyến cũng như tổ chức dạy phụ đạo thêm cho các học sinh không có điều kiện học trực tuyến trong thời gian vừa qua. Tiếp đó, các trường sẽ triển khai giảng dạy kiến thức mới theo chương trình tinh giảm của Bộ Giáo dục Đào tạo. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Phú Mỹ nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra trong 3 ngày, 3, 4 và 5 tháng 6 năm 2020. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về văn kiện Đại hội Đảng bộ thị xã Phú Mỹ. Cùng dự có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo của ban đảng và các sở ngành của tỉnh. Theo dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Phú Mỹ, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 66 trên 70 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Kinh tế luôn duy trì tăng trưởng cao, dịch vụ thương mại tăng trưởng bình quân 18,4% năm, công nghiệp tăng 12% năm và nông nghiệp tăng 2,6% năm.
cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thương mại dịch vụ chiếm 59,68%, công nghiệp chiếm 35,46%, nông nghiệp 4,86%, an ninh trật tự được giữ vững, an sinh xã hội được chăm lo chú đáo, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên, hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở được củng cố và xây dựng ngày càng vững mạnh. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị xã Phú Mỹ đề ra mục tiêu tổng quát là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, bảo đảm quốc phòng an ninh, tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống, củng cố niềm tin của người dân, phấn đấu xây dựng thị xã Phú Mỹ trở thành thành phố gắn với thế mạnh công nghiệp cảng biển vào năm 2025. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp cho ý kiến về văn kiện đại hội Đảng bộ thị xã Phú Mỹ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đặc biệt nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ thị xã Phú Mỹ nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiệm vụ quan trọng là đặt những viên gạch đầu tiên cho thành phố công nghiệp cảng biển, phát huy dư địa, nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp cảng biển, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của sông Thị Giải, phát triển đồng bộ hệ thống cảng biển, quy hoạch Phú Mỹ vươn tầm tới đô thị loại 1 là nền móng vững chắc để Phú Mỹ trở thành thành phố gắn với thế mạnh công nghiệp cảng biển. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo đề án quản lý và sử dụng đội ngũ trí thức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Theo Sở Khoa học và Công nghệ, đề án được xây dựng nhằm đánh giá hiện trạng đội ngũ trí thức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đề xuất chính sách thu hút và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong khu vực công và trong khu vực doanh nghiệp tư nhân, phát triển và phát huy hiệu quả đội ngũ trí thức phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Báo cáo về đề án quản lý và sử dụng đội ngũ trí thức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập Viện Nghiên cứu Khoa học Công nghệ và một số trung tâm khoa học và công nghệ của tỉnh nhằm thu hút đội ngũ trí thức trình độ cao, chuyên gia, nhà khoa học, xây dựng cơ chế đặt hàng cho đội ngũ trí thức, chuyên gia trong và ngoài tỉnh, phát động mời gọi thu hút nhân tài tham gia thông qua các đề án, đề tài, dự án, công trình cụ thể. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cơ bản đồng ý với mục tiêu của đề án để thu hút mọi nguồn lực trí thức không chỉ tại Bà Rịa Vũng Tàu mà còn có nhiều chuyên gia trong và ngoài nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý đổi tên đề án là Quản lý và sử dụng đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế tại Bà Rịa Vũng Tàu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các sở ngành để hoàn thiện đề án trình thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến.